Đây là bộ lưu đồng có niên đại trên dưới 100 năm, hiện đang được nữ doanh nhân Đoàn Thu Thủy trưng bày và lưu giữ tại nhà hàng Laura de Nam Kỳ, tọa lạc ở địa chỉ 55 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ lưu đồng được thiết kế theo phong cách của người dân Nam Bộ xưa, với những đường nét chạm trổ tinh tế và mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa tâm linh thờ cúng của người Việt Nam chúng ta đối với ông bà tổ tiên. Hoa văn chạm trổ rất là tinh xảo, họ hoàn toàn làm bằng tay. Và mỗi bộ lưu hương là một cái dáng vẽ khác nhau, ví dụ là có rồng phượng hay là có trái đào, rồi rất là nhiều kiểu. Nhưng mà với bộ lưu hương ở nhà này thì là có hình dạng của trái đào, tượng trưng cho trường thọ. So với những bộ lưu đồng đặc trưng của kinh thành Huế xưa hay ở vùng đất Hội An, mang dáng vẻ trang nghiêm của bậc vua chúa quan lại với sự sang trọng, dùng rồng phượng làm điểm nhấn, thì bộ lưu đồng của người dân Nam Bộ được người chế tác cẩn mẫn, sử dụng con vật khác để tránh phạm húy. Đây được xem là nét tinh tế trong sáng tạo lưu đồng của người dân miền Nam. Và ở trên nữa thì là có con nghê. Thường thì bộ lưu hương nào ở trên cũng sẽ có một con nghê. Con nghê tay đạp lên cái quả châu, hoặc là con nghê có một con nghê con thì tương truyền rằng đó là con nghê cái. Và thường thì ở Trung Quốc thì người ta bày con lân, nhưng mà ở Việt Nam thì là con nghê. Thường thì bày một cái bộ lưu đồng là sẽ có bộ lư ở chính giữa và hai cái đèn ở hai bên, gọi là tam sự. Còn nếu nhà nào có điều kiện hơn nữa thì sẽ bày thêm hai con hạc đạp ở trên hai con rùa, thì người ta sẽ gọi đó là bộ ngũ sự. Thì thường ở trên bàn thờ thì ngoài hai bộ lư thì sẽ có hai cái quả để mà chưng trái cây hoặc là bánh trái gì để cúng kiến. Rồi cái lư hương là để thắp nhang cúng kiến ông bà. Những bộ lưu đồng dường như đều có những điều linh thiêng mang ý nghĩa tâm linh mà chỉ người có duyên mới có được, như bộ lưu đồng mà mình đang sở hữu này. Mặc dù khi tái hiện lại tinh hoa Nam Kỳ, chị đã dành nhiều thời gian tìm kiếm những nét xưa, cũng đã mang về nhiều bộ lưu có tuổi đời lâu năm, song vẫn không có bộ nào thực sự có duyên, cho tới khi một người bạn chia sẻ về bộ lưu đồng này. Kỳ thực đó là một cái duyên hiếm có. Qua tìm hiểu cũng như đánh giá của những người đam mê đồ cổ, bộ lưu đồng càng có tuổi thọ lâu đời với thời gian thì màu sắc càng mang dáng vẻ tâm linh huyền bí, mà đối với mỗi người đó là món đồ gia bảo vô giá, không phải ai cũng có thể sở hữu được. Ở trên bàn thờ thì luôn luôn là phải có một bộ lưu đồng để thờ cúng. Thì thực ra tôi đã đi tìm rất là nhiều nơi và cũng đã đem về rất là nhiều bộ lưu đồng, nhưng mà hoàn toàn tôi thấy rằng nó không có hợp với cái không gian, với những cái bàn thờ như thế này, cái thiết kế như thế này. Thì sau đó cơ duyên thì tôi có một người bạn có một cái bộ lưu gần 100 năm tuổi của gia đình, truyền từ đời này sang đời khác, và bạn chuyển về đây cho tôi trưng bày. Bộ lưu hương của chỗ nhà chị Thủy đây đó, thì đây là một cái bộ lưu hương mà nếu nói về hình thức á, thì nó lại đặc trưng của cái lưu hương của Nam Bộ. Mình nói lại là chúng ta để ý các lưu hương ở ngoài khu vực phía Bắc thì cái bầu của nó đó để chứa hương với tro dưới nó sẽ có hình tròn, hai bên nó có hai cái quai đối xứng, sẽ giống như là cái lưu hương của, giống như những cái đỉnh của bên Tàu. Vào tới Nam Bộ đó thì sẽ có một cái số các chúng ta để ý những cái hình mà thuộc lại là truyền thống như rồng, phượng, những con vật cao quý tượng trưng cho vua chúa, thì trong miền Nam thường là sẽ lược chế bớt. Nếu lỡ là một tín đồ của những bộ lưu đồng, nhiều người vẫn có thể chọn lựa cho mình những bộ lưu đồng được sản xuất tại những làng nghề đúc đồng hiện nay. Ngoài ra vẫn còn có những bộ lưu đồng với giá phải chăng được nhập từ Đài Loan về. Hiện nay nếu chúng ta muốn sắm một cái bộ lưu đồng
với những món hàng người ta đúc sẵn thì giá trị của nó chúng ta có thể là từ khoảng 5 triệu cho tới vài chục triệu là chúng ta có thể mua được một cái bộ lư bình thường. Ngoài ra thì hiện nay lại cũng có một cái những cái hãng mà người ta nhập công nghệ mới ở Đài Loan về, công nghệ mới hơn, cái nước màu của nó bền, không cần phải lau chùi, không cần chuyển hóa, thì giá trị, giá thành của nó cũng trong khoảng như vậy. Dù bụi mờ có phủ theo thời gian thì những nét giá trị truyền thống của dân tộc vẫn còn được trường tồn mãi theo thời gian, và một bộ lư đồng cổ như một món vật gia bảo là minh chứng hùng hồn nhất cho điều ấy. Những cái món đồ xưa, những món đồ có khoảng 100 năm tuổi phải có cơ duyên chứ không phải có tiền là mua được. Những cái bộ lư đồng xưa bây giờ đang rất là hiếm, và những cái bộ lư đẹp mà nó phù hợp với lại cái mong muốn của mình thì không có phải dễ tìm. Có những cái bộ lư mà chúng ta thấy là sẽ giá trị nó, so tới bây giờ nó có thể lên tới là vài trăm triệu, cả tỷ bạc. Đó là những cái mà người ta có thể bán, có thể mình thể mua được. Tuy nhiên thì có những cái đồ gia bảo không thể nào mà người ta bán đi được. Cho nên sẽ có những cái bộ lư đối với gia đình là vô giá.